Em xin chào cô chú anh chị. Sáng nay em chở vợ em đi bệnh viện để khám thai cô chú anh chị. Giờ ngồi đợi đợi người ta khám thôi làm sao. Giờ vô đây làm giấy để nhập viện luôn nha cô chú anh chị. Bác sĩ kêu nhập viện để người ta theo dõi. Cũng gần sanh rồi. Chắc vài ngày gì đó người ta kêu nhập viện luôn rồi cô chú anh chị. Em mới đi đóng tiền viện phí luôn. Đóng tiền 2 triệu. Đóng rồi đợi chừng nào sanh thì sanh luôn. Chứ người ta không có cho về. Thì sáng giờ cũng đói bụng của chú anh chị, giờ đi mua bánh mì ăn. Bánh mì ăn chứ đói quá. Mời cô chú anh chị ăn bánh mì với em nha. Ăn bánh mì trứng đỡ đói. Chú anh chị, em về tới nhà rồi. Giờ em đi lấy đồ. Lấy đồ em chạy lên bệnh viện với vợ em nữa nghe chú anh chị. Đồ lùm đùm nhóc chứ không biết sao chở hết nữa. Thôi ấy em chở đồ đi nghe cô chú anh chị. Con cái và thúi cũng được. Mới đem đồ lên tới bệnh viện nha cô chú anh chị. Giờ ở đây đợi. Hai chồng ở đây đợi chừng nào sanh thì sanh. Giờ này chiều luôn rồi. Ở bên đó cũng có người bệnh. Người ta đợi. Bên đó bên khoa thận. Nhiều cũng chiều gần tối nha cô chú anh chị. Em xin dựng clip ở đây nha. Cô chú anh chị nha, đón xem những clip tiếp theo nha. Để em khi vợ em sanh em sẽ quay clip cho cô chú anh chị xem tiếp. Chào tạm biệt cô chú anh chị nha.